2 triệu này sẽ dành cho bố hoặc mẹ nếu như ai đó phá hủy được cái bình kia. Đùa bố mày đấy. Đùa mẹ đấy à? Quả này lát miệng nhá. Ừ, thế này mà nó không vỡ nổi nó gì? Cái này không vỡ nhá. Không vỡ này. Không vỡ được hả bố? Vỡ làm sao được. Thì đưa đây vào pha sinh tố nhá. Và sau rất nhiều thử thách thì em nó vẫn lành nguyên vẹn. Đúng là không đùa được với Juni Blend thật. Giờ thì mình sẽ đi pha cho bố mẹ một cốc sinh tố. Rồi rồi, bây giờ xay nhá. Ôi, cái gì này? Mọi người nhìn nó xay kìa. Ây da, khói bốc nghi ngút rồi kìa. Quả này thì hỏng chắc rồi. Rồi xem nào. Ai chà, gạch ngói xay nát bét luôn anh em ạ. Thậm chí nó còn mịn như cho bếp nhà mình luôn. Đây nhá, nhìn như anh em sinh đôi luôn. Ngoài ra thì còn có rất nhiều cách để phá hủy, nhưng mà em nó vẫn dễ dàng vượt qua. Mà phải công nhận là cái bình này siêu cứng, siêu bền, động cơ máy thì siêu khỏe luôn. Thế này có mà kim cương chắc cũng xay nát bét đấy chứ. Mà tìm hiểu mới biết cái bình này được làm từ chất liệu BPA, một chất liệu chịu lực siêu bền. Sau khi đập vá đủ kiểu, đến đi xay hoa quả sinh tố thì vẫn cứ là siêu ngon luôn. Ở đây thì còn có nút bấm điều chỉnh mốc thời gian, chỉ cần một nút bấm thôi là có ngay một cốc sinh tố siêu ngon luôn. 3 giây thì nhuyễn đá, còn 5 giây là có ngay một cốc sinh tố. Thực sự là quá nhanh, quá nguy hiểm mọi người ạ. Cối xay thì sử dụng màn cảm ứng, tuy là vậy nhưng mà vẫn hoạt động tốt kể cả khi gặp nhiều nước. Sinh tố, hoa quả hay là thịt đông thì chắc là quá đơn giản. Nhà bạn nào mà đang làm cửa hàng, quán ăn hay đơn giản là đang có nhu cầu tìm kiếm một chiếc máy xay sinh tố siêu mạnh, siêu khỏe thì thử ngay nhá.